Từng là điểm nóng về dịch COVID-19 của tỉnh, huyện Long Điền đã và đang phát huy những kinh nghiệm trong phòng chống dịch ở thời điểm hiện nay, thời điểm mà người người nhà nhà chuyển sang thích ứng, chung sống an toàn với dịch bệnh. Chỉ tính từ đầu tháng 11 đến nay, huyện Long Điền ghi nhận 36 ca nhiễm COVID-19. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch bùng phát mạnh trước đó, việc kiểm soát ngay trong các khu bị phong tỏa được triển khai chặt chẽ để tránh lây nhiễm chéo. Thì các biện pháp tiếp theo thì địa phương tiếp tục để làm cái đề nghị lấy mẫu PCR ngày để cái là chúng tôi sẽ là quản lý chặt chẽ cái người dân trong cái tổ này, để là chúng ta nếu mà kịp thời là cái để làm sao để chúng ta là cái không có là cái cho người dân là cái vi phạm giãn cách, và cái mọi công tác an sinh xã hội địa phương đã làm đầy đủ. Đến thời điểm này bà con cũng yên tâm trong cái công tác là cái phòng chống dịch trên địa bàn. Ở từng xã, thị trấn, công an huyện đều thành lập các tổ liên ngành gồm thành viên ủy ban nhân dân, lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên để giám sát các trường hợp từ ngoài địa phương vào. Tổ liên ngành còn phối hợp với lực lượng dân quân, cán bộ khu phố tổ chức cho các chủ nhà trọ ký cam kết không để sót lọt người ngoài từ địa phương cư trú mà không có thông tin dịch tễ, khai báo y tế. Các chú quân bộ đến đây thường xuyên nhắc nhở, không cho những người lạ phương xa đến rồi này nọ, có chuyện gì phải trình báo mấy chú. Rồi mấy chú phố cũng vô thường xuyên, thì em cũng có làm cam kết với mấy chú là những người nào lạ đến thì mình có báo, nhưng mà không có. Nhưng ở đây tự lo, không có ai cho những người lạ đến, thì phòng nào ở phòng đó cũng ít khi tiếp xúc với nhau. Tới giờ đi làm việc, làm xong về đóng cửa lại ngủ rồi, chứ không có thường mà qua lại nhau nữa. Qua triển khai đến nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận rất là nhiều cái trường hợp của người dân cung cấp để vận động yêu cầu những cái trường hợp mà từ các tỉnh khác về mà chưa ra công an thị trấn khai báo thì phải bắt buộc ra khai báo để phục vụ công tác phòng chống dịch. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các lực lượng cảnh sát khu vực triển khai hết xuống các địa bàn để tiến hành kiểm tra liên tục. Đặc biệt là các nhà trọ, nhà cho thuê và các cơ sở lưu trú là nhà nghỉ, các hộ dân. Và cái công tác này là công tác thường xuyên liên tục, hầu như là ngày nào chúng tôi cũng tổ chức kiểm tra. Lực lượng biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, kiểm soát ngư dân ra vào cảng và mỗi khi trở về bờ. Từ ngày 3 tháng 11 đến nay, huyện Long Điền tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho gần 7.400 người thuộc các khu vực có nguy cơ và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn. Nỗ lực bao phủ vaccine COVID-19 ngay khi có vaccine được phân bổ. Đến nay, 92,5% công dân từ 18 tuổi trở lên của huyện đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng dịch COVID-19. Cũng yên tâm, cũng mừng lắm. Được hết mũi là mừng. Và được tiêm được hai mũi là được đi tới đi lui rồi, dứt ra ngoài rồi mình cũng đỡ đi. Nhưng mà bây giờ ai cũng vậy hết, nhà mình tiêm thì tiêm nhưng mà mình cũng vẫn ở nhà, mình cũng vẫn tự mình cũng sợ, tự mình biết vậy thôi. Em thấy là việc xét nghiệm với test COVID như thế này là quan trọng, vì phần là cũng để đảm bảo dịch bệnh cho nó hạn chế hơn. Vấn đề về thời điểm hiện tại là nó cũng đỡ hơn rồi nên mọi người test ở thời điểm này nó rất hợp lý ạ. Các cán bộ là giữ khoảng cách rất hợp lý. Đấy là để mọi người cách xa 2 mét ra thì em thấy rất là ok ạ. Huyện Long Điền đang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó chú trọng hơn nữa tuyên truyền trong nhân dân không được chủ quan với dịch COVID-19.